chương trình Grep ở phía dưới, chương trình Grep để tạo ra năng lượng. Và một con đường cuối cùng là nếu mà G6 phối pháp này dư thừa thì nó sẽ vào chương trình Bentozer và sản phẩm cuối cùng sinh ra là lipid, các axit béo. Đó chính là quá trình chuyển hóa glucid bên trong cơ thể chúng ta. Cái này thì cô sẽ nói hơi nhanh một chút vì chúng ta đã học rồi đúng không ạ? Các bạn đã học ở sinh lý, học ở sinh hóa rồi. Rồi nói về cái vấn đề tiếp theo là điều hòa cân bằng đường ở trong máu. Thì đường ở trong máu chúng ta thì luôn luôn là cân bằng ở một giá trị là từ 0,8 đến 1,2 gram trên lít. Đường luôn luôn ổn định từ 0,8 đến 1,2 gram trên lít. Và cái đường ở máu này nó có thể tăng. Tăng khi nào? Tăng khi cơ thể chúng ta sử dụng mạnh. Khi cơ thể sử dụng nhiều đúng không ạ? Cần nhiều năng lượng thì đường trong máu, glycogen sẽ tăng cường thoái hóa để đưa gluco vào máu. Nên nó, lúc này thì đường ở trong máu nó sẽ tăng. Còn đường trong máu nó sẽ giảm khi nào? Đường trong máu nó sẽ giảm khi chúng ta nghỉ ngơi hoặc khi chúng ta ngủ. Tuy nhiên thì các bạn sẽ thấy là không phải là tăng bao nhiêu cũng được, cũng không phải là giảm bao nhiêu cũng được, đúng không ạ? Nó cũng phải có cái giá trị ngưỡng nào đấy. Thì nếu mà đường trong máu của chúng ta mà vượt quá 1,6 gram trên lít thì lúc này đường sẽ bị đào thải qua thận. Gluco và điện bại đào thải qua thận thì lúc này trong nước tiểu, xét nghiệm nước tiểu của bệnh nhân thì sẽ thấy có đường. Nhưng mà không phải tất cả những bệnh nhân xét nghiệm nước tiểu mà có đường thì đều là đái tháo đường, đúng không ạ? Bởi vì đôi khi là do chế độ ăn của chúng ta. Chế độ ăn có quá nhiều glucid chẳng hạn, thì nếu mà lượng đường gluco máu mà trên 1,6 gram trên lít thì có thể là trong nước tiểu có đường, thì không có nghĩa là bệnh nhân bị đái tháo đường. Còn cái nếu mà đường trong máu mà dưới 0,6 gram trên lít thì lúc này các tế bào sẽ bị thiếu năng lượng. Và tế bào thiếu năng lượng thì cái biểu hiện đầu tiên của chúng ta sẽ là cảm giác đói, đúng không ạ? Khi các bạn bị thiếu năng lượng, các bạn đến giờ ăn rồi, các bạn chưa được ăn chẳng hạn, thì chắc chắn cảm giác đầu tiên sẽ là cảm giác đói. Sau đó thì gì? Dạ dày cái tăng co bóp này, ruột thì tăng co bóp, dạ dày thì tăng tiết dịch. Rồi tim thì đập nhanh, rồi tay run, chân run, đúng không ạ? Đó là những cái biểu hiện của việc tế bào thiếu năng lượng. Và nếu mà gluco trong máu mà giảm dưới mức giảm nhanh và giảm đột ngột thì có thể làm bệnh nhân bị hôn mê và tử vong. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà thiếu gluco ấy thì các bạn nhớ đừng bật camera nhé, bởi vì khi các bạn bật camera thì bài của cô nó cũng bay biến theo các bạn. Rồi mình nói một cái vấn đề tiếp theo là hai loại tế bào là tế bào não và tế bào tim, đúng không ạ? Thì rất là cần gluco, rất là cần năng lượng để hoạt động. Mà khi đường trong máu nó giảm thì chắc chắn hai tế bào này sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Bị ảnh hưởng đầu tiên thì khi mà thiếu năng lượng thì nó sẽ đưa đến tình trạng là bệnh nhân thiếu giảm gluco trong máu nhanh, đột ngột thì có thể làm bệnh nhân bị hôn mê và có khả năng là làm bệnh nhân bị tử vong. Thì ở đây chúng ta sẽ có điều hòa cân bằng đường trong máu. Thì đối với đường ở trong máu thì luôn luôn ổn định từ 0,8 đến 1,2 gram trên lít. Thì để giữ ổn định đường trong máu thì hai nguồn là nguồn cung cấp và tiêu thụ phải luôn luôn cân bằng với nhau. Ở đây các bạn sẽ thấy nguồn cung cấp và nguồn tiêu thụ luôn luôn cân bằng. Thì ở đây cung cấp thì chúng ta cung cấp bằng cái gì? Cung cấp bằng thức ăn hàng ngày chúng ta cung cấp. Thứ hai là từ quá trình tạo đường mới từ các chất khác. Thứ ba là từ quá trình hủy glycogen. Hủy glycogen dự trữ đúng không ạ? Sẽ tăng làm tăng đường máu. Và chúng ta khi mà có tăng đường máu như vậy thì bắt buộc là các bạn cung cấp nhiều rồi thì chắc chắn là phải tiêu thụ.
tiêu thụ như thế nào, chúng ta sẽ dùng gluco này để tạo năng lượng, cung cấp năng lượng cho các tế bào hoạt động. Thứ hai là tạo ra glycogen dự trữ. Thứ ba là chúng ta sẽ tạo ra lipid protein, và thứ tư là các bạn sẽ thải qua thận. Thải qua thận khi mà đường trong máu trên bao nhiêu ạ? 1,6 gram trên lít. Rồi tiếp theo nói về điều hòa cân bằng đường máu, chúng ta còn có vai trò điều hòa của nội tiết và vai trò của thần kinh. Thì đối với nội tiết thì nó là một cái vai trò quan trọng hơn rất là nhiều, và các bạn cũng nghe nói rất nhiều về vai trò điều hòa đường máu của nội tiết. Thì ở đây nói về đường nội điều hòa nội tiết thì nó điều hòa qua hai nhóm hóc môn, một hóc môn làm tăng làm giảm đường máu và một nhóm hóc môn làm tăng đường máu. Còn hóc môn làm giảm đường máu thì chúng ta chỉ có mỗi insulin thôi. Chỉ có một mình duy nhất insulin mới có tác dụng làm giảm đường trong máu. Còn lại thì chúng ta sẽ có một nhóm tập hợp rất nhiều nội tiết tố và một số chất khác có tác dụng làm tăng đường trong máu. Có rất nhiều hormone, rất nhiều chất có các tác dụng làm tăng đường máu. Và các bạn nhớ duy chỉ có một mình insulin mới làm giảm được đường trong máu. Vậy thì chúng ta nói rõ hơn một chút về insulin. Insulin là gì? Là một hormone, đúng không ạ? Do tế bào beta của đầu tụy tiết ra, và có tác dụng làm giảm đường máu rất là nhanh, rất là mạnh. Và chúng ta sẽ có cơ chế hoạt động của insulin. Cơ chế insulin hoạt động như thế nào? Thứ nhất là nó sẽ hoạt hóa cái men hexokinase và nó sẽ làm cho gluco nhanh chóng đi vào trong tế bào hơn, do đó làm giảm được gluco trong máu. Thứ hai là nó sẽ tăng khả năng thấm ion Ca cộng và phốt phát vô cơ vào tế bào, tạo điều kiện thuận lợi cho các quá trình phosphorin hóa và sử dụng gluco. Thứ ba là nó để trực tiếp chuyển glycogen sinh ra từ dạng không hoạt động sang dạng hoạt động. Glycogen sinh ra là một cái men tổng hợp glycogen, được chưa? Nên nó chuyển cái men này từ dạng không hoạt động sang dạng hoạt động để tăng cường tổng hợp glycogen từ gluco, do đó nó làm giảm đường ở trong máu. Rồi nó sẽ ức chế một số enzyme tăng tạo đường. Ngoài ra thì cái vai trò quan trọng nhất mà cái cơ chế chính của nó mà các bạn đã học rồi đúng không ạ? Đã nghe rất là nhiều là nó sẽ gắn cái insulin này, nó sẽ gắn vào thụ thể đặc hiệu trên màng tế bào đít và có tác dụng là mở cái kênh vận chuyển đường ra và nó sẽ đưa đường vào bên trong tế bào. Và cái cơ chế cuối cùng là nó sẽ làm giảm thoái hóa các chất có khả năng tạo ra gluco. Làm giảm các thoái hóa các chất có khả năng tạo ra gluco. Thì ở đây cô cho các bạn thấy một cái hình ảnh của cơ chế hoạt động chính của insulin là gì ạ? Các bạn thấy ở cái hình đầu tiên từ ở bên phía tay trái của các bạn thì đó là một cái tế bào đúng không ạ? Và trên tế bào này thì các bạn sẽ thấy có kênh vận chuyển gluco màu xanh dương và một cái receptor của insulin là có màu đỏ, và chúng ta có insulin và gluco. Thì ở đây các bạn hình dung ạ, tế bào của chúng ta giống như một cái căn phòng, giống như căn nhà của các bạn đi. Thì cái kênh vận chuyển gluco tế bào thì giống như là một cái căn phòng, một cái căn nhà của chúng ta, thì cái kênh vận chuyển gluco chính là cánh cửa, được chưa? Chính là cái cánh cửa của ngôi nhà. Receptor của insulin chính là cái chìa ổ khóa để khóa cánh cửa này lại. Còn insulin thì chính là chìa khóa, và chúng ta thì chính là gluco. Được chưa ạ? Các bạn hình dung chưa ạ? Vậy khi các bạn muốn vào nhà thì phải làm sao? Phải dùng chìa khóa đúng không ạ? Mở ổ khóa rồi sau đó mới có thể mở được cánh cửa ra. Thì lúc này insulin thì chính là chìa khóa. Nó sẽ gắn vào cái kênh receptor của insulin trên màng tế bào. Và khi chìa khóa này gắn vào ổ rồi thì cái kênh vận chuyển đường sẽ mở ra, và lúc này thì các bạn mới thấy gluco mới có thể đi vào được trong tế bào. Đó chính là cơ chế hoạt động chính của insulin. Chúng ta sẽ nói tiếp theo là cái hệ đối kháng của insulin. Hệ đối kháng của insulin là gì? Là một nhóm tập hợp rất là nhiều các hormone đúng không ạ, và một số chất có tác dụng là làm tăng đường huyết. Tăng đường huyết. Thì ở đây chúng ta nói về hormone
một số hormone trước, thì chúng ta sẽ có hormone của các tuyến. Đầu tiên là tuyến yên. Tuyến yên các bạn có hormone GH hoặc ticotropin, tirotropin. Hormone vỏ thượng thận là glucocorticoid. Hormone tuyến giáp, tyrosine. Hormone tuyến tủy thượng thận, adrenaline và noradrenaline. Hormone tuyến tụy chính là glucagon. Thì đây là những hormone có tác dụng làm tăng đường